tay cha, ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Thật đáng thương, Humpty Dumpty, anh ấy luôn bị ngã. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to vàng quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to vàng quân lính của nhà vua không thể ghép Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Nhìn những ngôi sao, chúng rất xinh đẹp phải không? Ơi vì sao nhỏ lấp lánh ơi, thế sao tôi biết được bạn là gì? Tít ở trên cao của thế giới này, giống như viên kim cương giữa bầu trời. Ơi vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hỏi sao tôi biết được bạn là gì? Này vầng dương sáng chói đã tắt đi, khi anh dương không chiều sáng nữa rồi. Và bạn thấy chút ánh sáng lẻ loi, lấp lánh suốt đêm này. Ơi vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hỏi sao tôi biết được bạn là gì? Ơi người du khách trong bóng đêm, cảm ơn những tia sáng nhỏ của bạn. Họ sẽ không nhìn thấy lối đi nếu sao kia không lấp lánh sáng soi. Ơi vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hỏi sao tôi biết được bạn là gì? Bầu trời xanh bạn giữ của riêng, ánh sáng kia xuyên qua cửa sổ tôi. Vì bạn không biết nhắm mắt đâu, cho đến khi mặt trời tắt mất rồi. Ơi vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hỏi sao tôi biết được bạn là gì? Là một tia lửa sáng bé nhỏ, chiếu sáng soi bóng tôi thâm u.
bạn là chi tôi chẳng biết đâu. Hỡi ngôi sao nhỏ lấp lánh ơi, hỡi vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hỡi sao tôi biết được bạn là gì. Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh ơi, thế sao tôi biết được bạn là gì. Tin ở trên cao của thế giới này giống như viên kim cương giữa bầu trời. Hỡi vì sao nhỏ lấp lánh ơi, hỡi sao tôi biết được bạn là gì. Trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Chín, chín. Rồi trên bàn, trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Tám, tám. Còn tám bạn trên giường và một bạn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Bảy, bảy. Còn bảy bạn trên giường và một bạn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Sáu, sáu. Còn sáu bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Năm, năm. Còn năm bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Bốn, bốn. Có bốn bàn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Ba, ba. Có ba bàn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Hai, hai. Có hai bạn trên giường và một bàn lát to, lăn qua đi, lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bàn lăn quay. Một, một. Có một bàn trên giường và bàn lại lát to. Chúc ngủ ngon. Mary có một chú cừu con, chú cừu con, chú cừu con. Mary có một chú cừu con, chú có lòng trắng như tuyết. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, Mary đi, Mary đi. Và khắp mọi nơi Mary đã đi, cô ta lon ton theo sau. Chú theo Mary đi học một ngày, học một ngày, học một ngày. Chú theo Mary đi học một ngày, như thế không đúng bao giờ. Chú con chơi đùa cùng với bọn trẻ, chơi rất vui, cười rất nhiều. Chú con chơi đùa cùng với bọn trẻ, vì thấy chú con ở trường. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, đi ra xa, đi ra xa. Và sao vì liền đuổi chú ra xa, nhưng chú vẫn nán ở lại. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, kiên kiên kiên, nhẫn nhẫn nhẫn. Chú vẫn chờ kiên nhẫn ở đó, đến khi Mary ra về. Tại sao cô thường yêu thương Mary, thương Mary, yêu Mary. Tại sao cô thường yêu thương Mary, trẻ con thắc mắc hỏi cô. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, bạn ấy biết, cứu con biết. Bởi Mary thường yêu thương cứu con, cô giáo nói với học trò.
Halloween. Và đó là đèn bí ngô. Bạn có nhận ra anh ấy không? So với một đêm không trăng chút ánh sáng tỏa bóng khu rừng kia, họ đuôi lũ rơi bay đi thật xa, bay thật là nhanh. Ở đây những chiếc đèn bì ngô tỏa sáng và khiến cho bạn ngạc nhiên. Nếu lần đầu tiên bạn nhận ra chúng có qua Halloween này, hãy thử lại lần nữa. Bạn có thể nhận ra đèn bí ngô ngay bây giờ không? Bay lên trên ngôi nhà mà bạn thấy bí ngô tất cả hình dáng, có mắt và miệng trong số của họ trông chung như có sự sống. Ở đây những chiếc đèn bì ngô tỏa sáng và khiến cho bạn ngạc nhiên. Nếu lần đầu tiên bạn nhận ra chúng có qua Halloween này. Thật sự không dễ dàng để nhận ra đèn bí ngô phải không? Hãy cho chúng thử nhiều hơn. Ở đó có đủ bông ma và quỷ, chúng nó nhăn và nhỏ. Trong số của họ luôn có nụ cười chuột ánh sáng lẻ loi. Ở đây những chiếc đèn bì ngô tỏa sáng và khiến cho bạn ngạc nhiên. Nếu lần đầu tiên bạn nhận ra chúng có qua Halloween này. Bạn đã nhận ra đèn bí ngô chưa? Hay ông ấy nhận ra bạn trước? Bạn có biết gì về Halloween không? Hãy để tôi giải thích cho bạn trong một bài hát. Đó là ngày Halloween, điều đó có nghĩa là chi? Người ta nói lừa hay lọc, một số ở nhà và ăn. Cho đó là một câu chuyện gửi lời chúc trên email, nhưng sự thật là gì khác? Là ngày của các thây ma, nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay. Phù thủy thì họ thích bơi, các quái vật họ thích ăn và ăn, và zombie không chết đâu. Bạn không tin tôi ư? Hãy nghe này. Vài người lớn và trẻ em nhận bài học từ mẹ của họ trong cách gõ cánh cửa to và nhiều hơn nữa. Họ không biết những khung dệt, cách ăn mặc và trang phục đang bị lừa ra khỏi phòng, chạy thẳng đến nơi cái chết. Nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay, phù thủy thì họ thích bơi, các quái vật họ thích ăn và ăn, và zombie không chết đâu. Nếu bạn nghĩ rằng đó là tất cả những gì xảy ra, chờ đợi cho đến khi bạn nghe thấy điều này. Có những người họ là ai đã sử dụng Halloween, không chỉ do mình bạn đâu mà cả bố và mẹ bạn. Câu chuyện có cùng âm thanh khiến cho bạn sợ rung lên, hát những bài hát đáng sợ chỉ cần thế này. Nhưng còn mà họ thích đi bộ tối nay, phù thủy thì họ thích bơi, các quái vật họ thích ăn và ăn, và zombie không chết đâu. Đó là Halloween cho bạn. Bạn hiểu rồi chứ? Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy mà. Ôi không, tôi thấy ma chạy, tôi thấy ma. Là đêm Halloween,
không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy thầy mà. Ôi không, tôi thấy thầy mà. Coi chừng, tôi thấy thầy mà. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy ma cà rồng. Ôi không, tôi thấy ma cà rồng. Cứu tôi với. Tôi thấy ma. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy phù thủy. Ôi không, tôi thấy phù thủy. Cứu tôi. Tôi thấy phù thủy. Là đêm Halloween, không một ai trong đêm tối. Nghe tiếng bước chân đó, ai đang đến đây? Tôi thấy bộ xương. Ôi không, tôi thấy bộ xương. Trốn tôi. Tôi thấy bộ xương. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con gà E-I-E-I-O. Gà thì kêu chích chích và gà kêu chích chích. Đây chích kia chích khắp mọi nơi chích chích. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con vịt E-I-E-I-O. Vịt thì kêu quack quack, còn vịt kêu quack quack. Đây quack kia quack khắp mọi nơi quack quack. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con lợn E-I-E-I-O. Lần này kêu oanh oanh và lần kêu oanh oanh. Đây oanh kia oanh khắp mọi nơi oanh oanh. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con bò E-I-E-I-O. Bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu. Đây mu kia mu khắp mọi nơi mu mu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài chú chó già E-I-E-I-O. Chó thì kêu gâu gâu và chó kêu gâu gâu. Đây gâu kia gâu khắp mọi nơi gâu gâu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Và trên trang trại vài ba con lừa E-I-E-I-O. Lừa kêu hâu hâu và lừa kia hâu hâu. Đây hi kia hâu khắp mọi nơi hi hâu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Cừu kêu pe pe có bạn nào có lem. Thưa vâng ba chiếc tôi đầy. Đầy của ông đây kia của phu nhân. Và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Cừu kêu pe pe có bạn nào có lem. Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy.
này của ông, đây kia của phu nhân, và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Thật đáng thương, Humpty Dumpty anh ấy luôn bị ngã. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể kẹp Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể kẹp Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể kẹp Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Humpty Dumpty ngồi trên bức tường, Humpty Dumpty ngã lăn xuống đường. Những con ngựa to và quân lính của nhà vua không thể kẹp Humpty một lần nữa nguyên vẹn. Bạn đã nghe về con nhện chưa? Nhìn in si quyên si đi lên trên cái voi nương, và cơn mưa đến cuốn trôi nhện ta ra ngoài. Mặt trời thơ sáng hong khô mỗi cơn mưa rào, và nhìn in si quyên si tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn in si quyên si đi lên trên cái voi nương, và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời thơ sáng hong khô mỗi cơn mưa rào, và nhìn in si quyên si tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn in si quyên si đi lên trên cái voi nửa, và cơn mưa đến cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời thoi sang hong khô mỗi cơn mưa rào, và nhìn in si quyên si tiếp tục lại leo lên voi. Hãy subscribe.
Hãy để tôi dạy cho bạn làm thế nào để làm món súp phù thủy. Cá canh của con, cá và vây của con, rồi săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thấy nó. Cái lưới của con, cụ một ít con xa rồng, quay nó, đun nó, ngươi nó, liếm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào. Súp của phù thủy thật dễ dàng khi bạn biết làm thế nào. Chỉ cần có được tất cả các thành phần. Các chương bay của con, chuột vào màu của đêm, săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thấy nó. Các răng của bụng tôi, trước thì bị nó cắn, quay nó, đun nó, người nó, liếm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc 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 nó, tròn lên nào. Súp của phù thủy. À, và đừng quên cái thành phần cuối cùng, nó là quan trọng nhất. Một chút nắng mặt trời và bông của mặt trăng, săn nó, tìm nó, kiếm nó, lấy nó, thấy nó. Một số đầy sao trời và khuấy nó bằng thìa, khuấy nó, đun nó, ngửi nó, liếm nó, say nó. Nhung 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 nó, lắc lắc nó, trôn lên nào, thời gian để nếm thử. Nhung 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 nó, lắc lắc nó, trôn lên nào. Súp của phù thủy. Bạn đã có nó, súp của phù thủy. Bạn đã sẵn sàng chưa? Các bé con rất nghịch ngợm, có 10 bàn trên giường và một bàn lát to. Lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Chín, chín, có 9 bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Tám, tám, có 8 bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Bảy, bảy, có 7 bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Sáu, sáu, có 6 bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Năm, năm, có 5 bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Bốn, bốn, có 4 bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Ba, ba, có 3 bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Hai, hai, có 2 bạn trên giường và một bạn lát to. Lăn qua đi, và tất cả quay quay và một bạn lăn quay. Một, một, có 1 bạn trên giường và bạn lại lát to. Chúc ngủ ngon. Năm chú zombie trong mộ nhây lon ton, một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là zombie trong mộ không được nhây lon ton. Bốn
chú má con nhảy đùa trong công viên. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là công viên mà con không được nhảy lon ton. Ba phu thuê con trong rừng nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là phù thủy trong rừng không được nhảy lon ton. Ai mắc cá rồng trên mộ nhảy lon ton. Một chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là ma cá rồng trên mộ không được nhảy lon ton. Một ma sói con trên đầm nhảy lon ton. Làm chú ngã lăn và đập vào đầu. Mẹ gọi bác sĩ cho và bác sĩ là ma sói con trên đầm không được nhảy lon ton. Các quái vật ở ngoài kia bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình khỏi cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Không khí mát mẻ và mặt trăng to khỏe. Hãy bật đèn lên nhé để không bị cắn bởi ma cà rồng. Ma phù thủy thì nấu ăn, còn thầy ma thì lăn xăng. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma cà rồng thì đang bay và ma sói thì đi săn. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Xem nào, các quái vật ở ngoài kia bạn chỉ có một mình. Hãy hét lên thật to, ma quỷ và yêu tinh đã hiện hình ở cuốn sách. Khi chuông cửa reo lên, bạn sẽ nghe chúng hát. Hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween, hello là Halloween. Chúng ta phải đeo mặt nạ, cùng trang phục chúng tôi đi về một nơi đáng sợ. Ra từ phòng chúng tôi, gõ cửa từ nhà hàng xóm, hay gõ thật là nhiều, nhìn vào khuôn mặt của họ khi mọi người vừa mở cửa ra. Là Halloween, là Halloween, lửa hay lọc, lọc hay lửa. Là Halloween, là Halloween, lửa hay lọc, không nên lọc lửa. Bạn sẽ là zombie, tôi sẽ là quái vật, hoặc là một cowboy, tâm hồn cùng là tôi. Có cửa từ nhà hàng xóm, hay gõ thật là nhiều, nhìn vào khuôn mắt của họ khi mọi người vừa mở cửa ra. Là Halloween, là Halloween, lửa hay lọc, lọc hay lửa. Là Halloween, là Halloween, lửa hay lọc, không nên lọc lửa.
cần kéo ngọt. Thật nhiều, thật là nhiều, chúng ta làm vì điều đó. Giải thưởng đang chờ chúng ta, gõ cửa từ nhà hàng sớm. Hay gõ thật là nhiều, nhìn vào khuôn mặt của họ khi mọi người vừa mở cửa ra. Là Halloween, là Halloween. Lừa hay lộng, lộng hay lừa. Là Halloween, là Halloween. Lừa hay lộng, không nên lộng lừa. Tất cả mọi xe buýt quay tròn, quay tròn, quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả bánh xe buýt quay tròn, quay tròn, đi về thành phố. Gạt nước trên xe buýt xoay vu xoay vù, xoay vu vu xoay vù vù. Gạt nước trên xe buýt xoay vu xoay vù, đi về thành phố. Người trên xe buýt thì chát chát chát, chát chát chát, chuyên chuyên cho. Người trên xe buýt thì chát chát chát, đi về thành phố. Còi trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, bíp bíp bíp, bíp bíp bíp. Còi trên xe buýt kêu bíp bíp bíp, đi về thành phố. Những đứa trẻ trên xe buýt khóc oa oa oa, oa oa oa, oa oa oa. Những đứa trẻ trên xe buýt khóc oa oa oa, đi về thành phố. Những ba mẹ trên xe buýt thì, những ba mẹ trên xe buýt thì, đi về thành phố. Cả bánh xe buýt quay tròn, quay tròn, quay xung quanh, quay vòng tròn. Tất cả bánh xe buýt quay tròn, đi về thành phố. Cừu kêu pe pe, có bạn nào có lem? Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Này của ông đây, kia của phu nhân, và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Cừu kêu bé bé, có bạn nào có lên? Thưa vâng, ba chiếc tôi đầy. Này của ông đây, kia của phu nhân, và một cho chú bé con đang đứng bên đường kia. Trong kia, một chú nhện nhỏ thật dễ thương. Nhìn em sequence đi lên trên cái voi nước, và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi san hồng khô mọi cơn mưa rào, và nhìn NC Quincy tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn NC Quincy đi lên trên cái voi nữa, và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi san hồng khô mọi cơn mưa rào, và nhìn NC Quincy tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn em sequence đi lên trên cái voi nước, và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi san hồng khô mọi cơn mưa rào, và nhìn em sequence tiếp tục lại leo lên voi. Nhìn em sequence đi lên trên cái voi nước, và cơn mưa đen cuốn trôi nhìn ta ra ngoài. Mặt trời soi san hồng khô mọi cơn mưa rào, và nhìn NC Quincy tiếp tục lại leo lên voi. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, hãy để tôi chăm sóc cho cô bé. Một bé
búp bê của cô Molly bên đồi đồi. Vì thế cô Eileen gọi bác sĩ nhanh nhanh, và bác sĩ đến với túi to và cái nón. Ông ấy đưa cánh tay lên gõ cửa chặt chặt. Ông xem búp bê và ông ấy lắc đầu và nói Molly hay đặt cô bé xuống đó và viết lên giấy cho một viên thuốc không uống, sáng mai sẽ quay lại với hóa đơn thanh toán. Ôi thật đáng thương, búp bê của tôi đã bị bệnh. Đừng lo lắng, cô ấy sẽ tốt lên thôi.